thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 27 tháng 1, Trà Vinh ghi nhận thêm 82 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó quyền cho thành 16 ca, quyền Tiểu cần 11 ca, thành phố Trà Vinh 10 ca, quyền trà cứu 9 ca, quyền Càng Long 8 ca, quyền Dương Hải 8 ca, quyền Cầu Kè 8 ca, thị xã Dương Hải 7 ca, quyền Cầu Ngang 4 ca, người ngoài tỉnh 1 ca. Trong số này có 69 ca được phát hiện trong cộng đồng, 36 ca tiêm 3 mũi vaccine, Tính đến chiều nay, Trà Vinh đã có 37.755 bệnh nhân COVID-19, có 32.439 bệnh nhân được điều trị khỏi, toàn tỉnh có 240 trường hợp tử vong.